yêu quái kia. Đi, nhanh lên. Qua đây. Đứng im đó. Hổ yêu, đúng là ta đã xem thường ông. Dương đại nhân, thiệt thòi cho ông rồi. Xưa nay ta không thể thắng chính, ông sẽ không được chết yên đâu. Đứng yên. Sao lại thế này? Đại Dương, người này không có thân thể của trẻ con. Muốn tái sinh công tử, cần có nguyên khí của 9981 bé trai, kết hợp với sinh lực của Quỳ Linh. Bé trai không phải vấn đề. Ta biết Quỳ Linh đang ở trong tay Giao Long. Xin Đại Dương yên tâm, thuộc hạ đã có kế hay. Vật này ta bắt được ở hồ Vô Dông. Người ta nói cổ trùng tinh linh này sống bằng cách hút yêu khí, có thể ngửi được mùi của yêu quái trong vòng mấy trăm dặm. Chỉ cần chúng ta cử người theo đám cổ trùng tinh linh này là có thể tóm gọn đám yêu quái còn sót lại, dụ Giao Long ra cướp đoạt Quỳ Linh. Chúng ta mau trở về tụ hợp với Long chủ. Được. Xem huynh gấp gáp kìa. Tiếng gì vậy? Khoan đã. Uống nào. Cạn nào. Cạn nào. Rót đầy. Rót đầy. Đột nhiên Dương đại nhân biến thành một lão hổ trên đường. Chúng ta rồi. Trắng trợn bắt người luyện pháp. Đừng nói bậy, coi chừng bay đầu đó. Người không thấy ngày nào phủ đô đốc cũng bắt người à? Cẩn thận tai vách mạch rừng. Tai vách, tai vách mạch rừng. Ờ hay, ngươi làm gì thế? Ta chỉ nghĩ cho ngươi thôi. Qua uống với đại gia ta vài chén nào. Tránh ra. Dám cản bổn đại gia làm việc. Bên này, đuổi theo. Cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân. Tại sao quan binh lại truy bắt cô? Đại nhân, ta nghe nói gần đây phủ đô đốc đi khắp nơi bắt yêu tộc. Bắt yêu tộc? Đúng vậy. Dân phủ còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu, cáo từ. Này, các người có nhầm lẫn gì không vậy? Ta không phải yêu. Tại sao các ngươi lại bắt ta? Bổn cô nương là thầy bắt yêu đấy. Mau đi đi, đừng phí lời, đi mau. Chúng ta là người đó. Có thích khách. Ugh!
Giao Long. Cẩn thận, râu rậm, sao ngươi lại đến đây? Có phải ngươi không nỡ xa ta không? Ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc ta mà. Buông tay ra. Râu rậm, mau lên. Nhanh lên, qua đây nào, nhanh lên. Dương đại nhân, Giao Long, cuối cùng cô cũng đến rồi. Đi thôi. Râu rậm, đi mau. Giao Long, cô chạy không thoát đâu. Mau đuổi theo. Yêu quái kia, yêu quái kia, đừng qua đây. Tam Thái, có phải con thấy ác mộng không? Mẹ, có yêu quái, yêu quái. Có một con lớn thế này, lớn thế này. Con chóng mặt quá. Ôi không ổn rồi. Mẹ phải đi tìm tiền thần y khám cho con. Không cần, đừng tìm ông ta. Ông ta vô dụng lắm. Đúng rồi, con về kiểu gì vậy? Là mẹ nhặt con về đấy. Nhặt về. Con lớn vậy rồi, mẹ đừng đùa với con nữa. Con thấy mẹ giống nói đùa lắm mà. Mẹ không nói đùa đâu. Mẹ thấy con vào nhà xí mãi chưa về, nên ra tìm con. Mẹ tìm thấy con ở cửa thôn, thấy con nằm ngất xỉu dưới đất, nên mẹ đã nhặt con về đó.